Thông tin liên quan tới vụ xả súng vào Ủy ban Nhân dân xã tại Đắk Lắk vào hôm 11 tháng 6. Cho đến nay, các đối tượng cầm đầu vụ việc đã bị bắt giữ, đời sống nhân dân trên địa bàn đã trở lại trạng thái bình thường, trân trọng những công hiến của cán bộ chiến sĩ công an xã Ea Tiêu và Ea Katu hy sinh trong vụ xả súng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thân nhân gia đình các liệt sĩ vào chiều ngày 21 tháng 6. Tại buổi lễ, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã trao huân trường bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho thân nhân gia đình các liệt sĩ, Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ công an xã Ea Katu, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Katu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu huyện Cư Kuin vào dạng sáng ngày 11 tháng 6 khiến các cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh. Các anh ngã xuống nhưng những người đồng đội vẫn luôn khắc ghi tiếp tục những công việc còn đang giang dở. Tất cả vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Đây là ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích công hiến của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.